Bắt đầu. Từ từ, lộn nó đâu. Rồi kiểu gật đầu tâm đắc nó. Chào diễn hoa. Đó, rồi tập nhầm 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 đi ạ. Đó, rồi kiểu tươi tươi lên gật đầu. Tìm được đúng thuốc phải đây, bắt đầu 2 viên nhá. Rồi. Mở ra đi. Cầm cái gọn. Xoay lại đi. Anh xem một vòng cho em đi. Thêm một vòng luôn. Đó. Rồi chuyển về logo. Rồi mở nắp lấy 2 viên thuốc. Rồi uống đây nghe. Rồi bỏ lọ ra bàn rồi cầm uống luôn. Bắt đầu. Anh em kết hợp được không nhỉ? Bắt đầu đi anh ơi. Rồi, xoay đi anh. Bắt đầu. Rồi, mở hộp. Mở hộp. Xem một cái cao một cái anh ơi. Rồi xem một vòng. Chuyển về. Thoải mái gật đầu. Trước đây đã từng sử dụng nhiều loại rồi, nhưng sản phẩm Bollywood này đúng là khác hẳn, bởi vì từ khi sử dụng tôi không còn bị cơn gút cấp nào nữa, mà quan trọng chỉ số axit uric cứ giảm dần. Sau 3 tháng nó đã về ngưỡng 390, rất an toàn rồi nhé. Trước đây đã từng sử dụng nhiều loại rồi, nhưng sản phẩm
Bollywood này đúng là khác hẳn. Bởi vì từ ngày sử dụng, anh em vừa nãy anh có cái nét là đúng là khác hẳn ấy. Anh nhấn một chút ấy. Nếu anh cầm không thoải mái thì anh cầm như này cho em. Đấy, cầm này là hơn là cầm kia, nó cứ phải gò bó tay. Bắt đầu. Trước đây đã từng sử dụng nhiều loại rồi, nhưng sản phẩm Bollywood này đúng là khác hẳn. Bởi từ khi sử dụng, tôi không còn bị cơn gút cấp nào nữa, mà quan trọng thì số axit uric cứ giảm dần. Sau 3 tháng, nó đã về ngưỡng 390, rất an toàn rồi nhé. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là hạt tô phi mọc to ở chân, nó cứ co, nhỏ dần lại, rồi phẳng lì. Tôi có thể thoải mái đi giày tây rồi. Từ đó tới nay không hề có hạt nào mọc lên nữa. Bắt đầu. Tưởng phải dùng cỡ cảnh khác. Không. Tập từ đầu luôn à? Bắt đầu. Trước đây vì bệnh tật của tôi nghỉ làm liên tục, lại tốn rất nhiều tiền bạc để chữa trị, khiến kinh phí rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu. Trước đây vì bệnh tật của tôi nghỉ làm liên tục, lại tốn rất nhiều tiền bạc để chữa trị, khiến kinh tế rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu. Nhưng nay bệnh tật đã được đẩy lùi, tôi đã đi làm trở lại, có tiền, có kinh tế, mọi vấn đề đã được giải quyết. Đặc biệt, sau một thời gian sử dụng sản phẩm này, tôi có thể đi kiểm tra chức năng gan thận. Tôi đi kiểm tra lại từ đặc biệt đấy ạ. Đặc biệt, sau một thời gian sử dụng sản phẩm này, tôi sau có thể... thời gian sử dụng sản phẩm này. Đặc biệt, sau một thời gian sử dụng sản phẩm này, tôi có thể đi kiểm tra các chức năng gan thận. Tôi không đi kiểm tra như sao lại có chứ có thể nhỉ? Tôi có. Đặc biệt, sau một thời gian sử dụng sản phẩm này, tôi có đi kiểm tra chức năng gan thận, không ngờ mọi chỉ số đều rất đẹp. Không những thế, giải pháp này rất an toàn, không còn tác dụng phụ nào, nên tôi rất yên tâm.